Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Ninh Bình khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 20 để xem xét giải quyết một số vấn đề đột xuất phát sinh. Tới dự có đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét cho ý kiến vào tờ trình về việc thông qua chủ trương thành lập thành phố Hoa Lư, đồng thời sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập các phường trực thuộc. Tờ trình về việc thông qua chương trình phát triển đô thị thành phố Hoa Lư đến năm 2040. Tờ trình về việc bổ sung có mục tiêu ngân sách thành phố năm 2024 cho các xã phường để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ đợt 2. Các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Ninh Bình đã thảo luận đánh giá cao và thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp. Đây sẽ là cơ sở để Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội địa phương, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.